các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Tất cả các anh em có chung niềm đam mê các loại động cơ xe tải như em, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn. Hôm nay đây, em lại có một đơn đặt hàng con máy du trai 260. Con máy này thường lắp lên con xe du trai 3 chân đấy thì rất là nhiều. Nhưng hôm nay con máy này em lại bán, em lại bán cho một ông anh khách hàng quen của em cơ. Một ông anh khách hàng quen của em, đó là anh Toàn. Anh ấy ở Móng Cái, Quảng Ninh. Anh ấy ở Móng Cái, Quảng Ninh. Thì anh ấy trước đây mua máy của em là toàn máy đắt tiền thôi. Anh ấy mua con máy này về để, đặc biệt thường thường là máy này em bán vào lắp xe du trai đấy. Nhưng hôm nay khách hàng là anh Toàn, anh ấy mua con máy này. Anh ấy ở Cầu Mái Bằng, Móng Cái, Quảng Ninh. Thì anh mua về để lắp vào cái thuyền, cái xuồng của anh ấy để chạy chạy tàu cá hay gì đấy anh em ạ. Thì anh trước đây, cách đây 2-3 năm anh ấy mua của em mấy con máy 6V kép và mấy con máy Hilo F21C rồi. Thì hôm nay anh ấy điện lên bảo là con đâu em, anh có con máy du trai đã bị hỏng. Thì em tìm cho anh một con máy du trai 260. Máy cũ của anh ấy là 220. Thì bây giờ anh ấy lên 260 cho nó khỏe. Thì em tư vấn, thì em đã, sau khi tư vấn xong thì em đã chọn cho anh ấy một con máy này. Đây, con máy du trai 260 nhá anh em nhé. Máy này thường lắp trên 3 chân, con 3 chân con ba chân Hoàng Huy, có loại máy Hoàng Huy ấy, thì phải anh em ạ. Du trai nó là trên Hoàng Huy với lại Cửu Long, có thứ là đều là máy ba chân, đều là máy du trai là hết. Bây giờ cái dòng máy du trai nó rất là phổ biến. Thì con máy này em sẽ giới thiệu qua của nó, vòng tua mã lực của nó. Con này là vòng tua của nó là 2300 và mã lực của nó là 191 kW và nó là 260 PS nha anh em nhá. Nó có dòng 260 này, 310 rồi lên 340, 375 đủ các loại luôn. Du trai này bây giờ nó rất là phổ biến luôn. Thì con máy này tình trạng nó còn đẹp như thế nào hay là đẹp ở đâu, em sẽ quay cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết nhá anh em nhá. Đây, đầu tiên là đến con heo của nó. Đây, đời này là con, nó có đời bơm trắng này anh em này. Con này đời bơm trắng này, bơm trắng. Và tất cả anh em là lốc liếc máy, con máy này nó chạy rất là ít, vì thế mà cái lốc của nó vẫn còn giữ được cái màu tươi của nó anh em này. Đây, tất cả nguyên zin nhá anh em nhá. Nguyên zin hết, nguyên zin này anh em này. Tất cả nguyên zin, lốc liếc đẹp rực rỡ luôn. Đây, đẹp lắm, máy à. Ốc quy lát này, ốc quy lát này, nhìn nào. Ốc quy lát nguyên zin nhá anh em nhá, chưa có một con ốc nào có sự can thiệp của cà lê cả. Đây, nguyên zin hết. Máy là máy nguyên zin nhập bên nước ngoài về. Đây anh em xem này, cái mặt đằng trước của nó cũng nguyên zin hết này. Đấy, nguyên zin này, chưa động chạm nhá. Nguyên zin chưa động chạm, đây nguyên zin hết. Kinh điển luôn. Máy này là bảo hành bảo đảm là máy nguyên zin chưa động chạm. Đấy. Đây. Sang bên này turbo nguyên zin nhá, chưa có dấu can thiệp của cà lê, chưa tháo mở gì. Đây, hai bên giải lốc vẫn còn mới tinh luôn. Máy còn nguyên bản hết, chưa động chạm. Giữa con máy nguyên bản và con máy ra rồi là nó chênh lệch nhau về giá tiền lắm anh em ạ. Giá trị sử dụng của nó khác lắm. Khác xa luôn. Đây. Tất cả nếu mà con máy chạy nhiều thì nó không được giữ được cái màu sơn nguyên bản của nó. Và con máy chạy ít thì ốc quy lát vẫn còn nguyên này, anh em xem này. Đấy. Đây, mọi người xem. Quá đẹp. Đây nhá. Tất cả nguyên zin hết. Máy đẹp rực rỡ luôn. Rồi. Du trai 260. Lổ đi em ơi. Êm du luôn. Máy nguyên zin hết nhá. Máy nguyên zin này. Chưa có một con đâu là động chạm. Em du luôn nhá. Quá êm luôn. Ra tí đi. Không có một tí hơi thừa là luôn nhá. Để ga đăng ti cho thằng kia nó phun ít dầu vào. Em du luôn.
Máy nguyên zin từng ốc, từng con ốc luôn nhá. Đỉnh của chóp rồi. Chạy như xe con luôn nhá, êm ru luôn. Không có một tí khói nào luôn này. Không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Quá chất. Nghe sướng tài quá. Không có một tí đổ hơi luôn nhá. Ra mạnh thân ơi, lấy này. Không có một tí khói nào, không có một tí đổ hơi luôn nhá. Đây, máy à, nguyên zin là ốc quy lát thứ là nguyên bản hết này, chưa có một con ốc nào mất dấu luôn nhá. Đây, ốc quy lát tất cả nguyên zin hết. Máy gần như mới luôn. Đây. Lỗ không có một tí khói, không có một tí hơi thừa nào nhá. Quá chất rồi. Vừa rồi, em vừa test lỗ xong siêu phẩm Du Trai 260 cho anh Toàn ở cầu máy bằng Móng Cái Quảng Ninh nha anh em nha. Một con hàng siêu phẩm, máy còn nguyên bản từ A đến Z luôn, lỗ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn anh em ạ. Tiếng nổ của máy còn zin nó khác hoàn toàn với những cái máy đã ra rồi nha anh em nha. Máy nó quá đẹp và quá chất luôn. Đấy. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được thì mong mọi người hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về tiếng nổ và chất lượng của con máy này, hình thức bên ngoài nữa, xem có đúng như lời em nói hay không. Quá đẹp luôn anh em ạ. Máy zin nó tiếng nổ nó nghe nó khác hoàn toàn luôn với những con máy đã ra rồi nha anh em nha. Đấy. Lời đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến anh Toàn ở Móng Cái Quảng Ninh vì đã quay lại khi anh có nhu cầu anh lại quay lại ủng hộ em trai. Chúc cho ông anh mua con máy của em về dùng thật bền, dùng thật tốt. Mong sao lúc nào nó cũng khỏe mạnh, chạy băng băng trên thuyền. Mong sao nó mang lại cái giá trị nhiều hơn với số tiền, gấp nhiều lần với số tiền mà anh đã bỏ ra để mua nó nha anh em nha. Anh Toàn nhá. Đây. Còn máy tất cả nguyên zin hết. Máy này lắp lên xe thường thường là máy này em hay lắp lên xe thôi, nhưng anh em cái ở vùng Quảng Ninh ấy, anh em cũng hay mua máy này để lắp lên tàu thuyền anh em ạ. Vì cái dòng Du Trai này nó cũng là máy thủy, máy thiết cũng đều được. Anh em làm máy nước cũng hay chạy máy này. Em sẽ đăng video lên, nếu mà anh em cái video mà anh em xem được ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm ấy thì mong mọi người hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, anh em ấn tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh trên YouTube, trên TikTok hoặc trên Google, và trong đó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe đầu kéo từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại xe, các động cơ máy hút cát, máy gặt, máy xúc, máy ủi, máy công trình nhá, đầy đủ hết anh em ạ, không thiếu gì cả. Anh em cần tư vấn gì thì cứ alo cho em vào 2 số điện thoại của em hoặc nhắn tin qua Facebook, nhắn tin qua Zalo, em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với cái công việc và cái điều kiện kinh tế của mọi người. Nếu mà anh em cần gì thì cứ nhờ cậy gì. Nếu mà em không có em sẽ chỉ chỗ cho anh em nhá. Thì thực sự là để cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã trong những quãng thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ. Thì em tự bản thân mình chỉ mong sao là mang lại được nhiều sản phẩm đẹp, giá cả rẻ nhất, tốt nhất đến cho tất cả quý khách hàng để không phụ lòng tin tất cả mọi người đã dành cho em. Thì thực sự là
người ta bảo rồi, gây dựng chữ tín thì khó, mà để đánh mất đi chữ tín thì rất là dễ. Vì thế mà đối với em là lúc nào chữ tín và uy tín cũng đặt lên hàng đầu. Có làm được thì mới nhận, còn nếu mà không làm được thì không bao giờ nhận tiền của bất kỳ ai nhá anh em nhá. Đấy, anh em lưu ý. Nếu mà cần em hỗ trợ gì thì mọi người cứ alo. Nếu mà anh em có mua máy ở ngoài này thì anh em mua máy qua mạng ấy, anh em đặc biệt anh em phải lưu ý là phải tìm cái cơ sở nào người ta có cơ sở đàng hoàng. Tránh trường hợp rất nhiều anh em ở trong miền trong đã đặt cọc tiền cho các anh em cò máy này, hoặc là các anh em người ta không có cửa hàng rồi. Không phải ai cũng như vậy nha anh em nha, nhưng có những người đã từng, anh em ở trong miền trong đã từng ra ngoài này tìm những anh em cò máy để đòi lại tiền cọc, nhưng bây giờ ra cọc 10 triệu đi, tiền vé máy bay, tiền ra ăn ở ngoài này cũng hết rồi. Thì vì thế mà đi thì không đành, mà không đi thì không đành. Hoặc là có thể có những anh em người ta cọc tiền, anh em cò máy người ta gửi ảnh một con máy đẹp để cho khách hàng cọc xong, nhưng khi mà cọc tiền xong rồi người ta gửi con máy xấu vào, rồi không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy rồi thì lấy thì lại phải ôm vào con máy xấu. Có trường hợp như thế rồi. Vì thế mà anh em lưu ý nhá. Đấy, qua đây xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em nhá.